Thưa quý vị và các bạn, thì bây giờ là cũng 2 giờ chiều nhưng mà thầy thông báo là có một việc rất là đột xuất nên thầy không có thể duy trì lại cái thời gian để cứu chữa mọi người. Hiện tại bây giờ bà con rất là đông đang cầu cứu thầy, nhưng mà diễn biến bây giờ thì rất là thương. Đông quá, mà còn ngày thấy còn đông mà. Chưa gì em. Thưa quý vị, thì bây giờ thầy cũng cố gắng duy trì lại thời gian để cứu chữa những người van xin ở đây. Thì đến hiện tại bây giờ cái cảnh tượng trước mắt quý vị đây là rất là đáng thương. Rất nhiều bà con đang cầu cứu, nhưng mà thầy thông báo thì đã có việc đột xuất nên không có thể duy trì lâu hơn được. Hiện tại bây giờ người bệnh ở đây rất là đông. Chắc là hết thời gian rồi quý vị ơi. Thua rồi. Hết thời gian cứu vãn rồi.
những cái bài kia thay là chia tay mọi người, bài kia cũng giúp từng bài bạn ơi. Trước khi những người chăm biết nói, người biết nghe rồi. Chỉ bài cuốn rồi, chữ giả. Rồi, chuẩn bị tất cả quân đệ mình giúp thầy để lên xe đến đi lên Hà Nội. Xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại. Thầy ơi, thầy ơi. Thầy thưa quý vị, thì hiện tại bây giờ số người bệnh khá là đông, nhưng mà không có đủ thời gian để thầy duy trì ở lại để chữa bệnh cho mọi người. Hiện tại các bệnh nhân cũng đang vây quanh thầy để cầu cứu những thời gian quý báu còn lại. Thì theo thầy thông báo thì thầy có việc đột xuất phải đi Hà Nội nên không có thể duy trì lại thời gian đến chiều để chữa hết cho bà con ở nơi đây. Thì hôm nay là ngày rằm tháng 7, thì thầy sáng nay cũng có tổ chức phát quà từ thiện cùng với đại diện bên phía Đài Nam. Chúc mừng cháu hãy cháu về đi cho mình đổi tình thần. Cháu này bị sao? Không biết bị sao? Bao nhiêu tuổi rồi? 15 tuổi rồi. Không biết là do mình thử bác sĩ. Mọi người có nghe đây nó chữa bệnh rồi không biết. Không biết là tật sao hay là bệnh. Vì vậy muốn hiểu được quý vị phải nhớ rằng không biết là mình thử bán hàng lần giữa cha bác mẹ nhiều đời là biết. Vậy kể từ hôm nay thì mình làm tháng 7 tháng 5 hôm nay. Mong quý vị nghe tôi nói. Đúng là giây phút cuối mà hy hữu. Sao?
Rồi hết thời gian rồi. Rồi hết thời gian. Rồi đi vô, mở cửa ra, để cửa xe à. Mở ra đây cho đi. Thầy có công chuyện gấp nên không có thể mà duy trì lại được quý vị. Thì bây giờ thì bà con đang bay quanh rất là đông. Trời ơi. Chữa cả trong cái chiếc xe luôn. Thôi đợi duyên sau đi. Tiền tỷ mà tới cho không được là không được thôi chứ đừng có gì thầy không có kịp. Đúng rồi. Thì có duyên là mình ừ đúng rồi. Thì được mà. Cái gì cũng phải có duyên đó, đi bên đầu xe thì cũng rớt lại vậy. Mình dù cho mình có tốn tiền nhiều nhưng mà không có duyên là cũng không được. Đúng rồi. Vậy thôi. Hay là mình đi nhiều lần thì cũng vậy thôi.